Thanh Hằng, Hohenie diện váy cưới catwalk. Hoa hậu Hohenie, siêu mẫu Thanh Hằng trình diễn đầm cưới của nhà thiết kế Phương Linh ở Phú Quốc. Siêu mẫu Thanh Hằng kết màn cùng Hoa hậu Hohenie và Ngọc Châu trong show váy cưới La Rosa. Sự kiện thuộc khuôn khổ chương trình thời trang Fashion Voice của đạo diễn Long Can hôm 8 tháng 4. Bộ đầm của Thanh Hằng được làm từ chất liệu ren, dáng đuôi cá. Họa tiết hoa hồng, phần hoa 3D đính tập trung ở cầu vai tạo điểm nhấn cho bộ cánh. Thiết kế nổi bật hơn nhờ phần áo choàng dài sử dụng kỹ thuật xếp cánh hoa bằng vải. Hoa hậu Hohenie và Ngọc Châu sải bước trong các bộ đầm công chúa bồng bềnh. Kiểu áo cưới tay bồng lớn của Ngọc Châu từng là mốt thịnh hành của những năm 1980. Giữ vị trí mở màn, diễn viên Vũ Ngọc Anh diện đầm cưới vải tun. Phần trên đính kết từ hoa ren. Bộ sưu tập lần này tiếp tục khai thác chiffon, organza, tun, vải ren và hoa ren 3D từng được Phương Linh sử dụng nhiều năm qua. Nhiều phụ kiện và chất liệu nhập khẩu từ Italy và Pháp được xử lý thủ công, giúp trang phục thêm sắc nét. Lấy cảm hứng từ hoa hồng, bộ sưu tập sử dụng nhiều kỹ thuật như đính kết cắt giã tạo dập 3D. Form dáng trang phục đa dạng, gồm đầm chữ A, suông, đuôi cá, váy ngắn, giúp các cô dâu lựa chọn trong nhiều hoàn cảnh. Một thiết kế quây ngực kết từ lông đà điểu, hoa 3D và pha lê đi kèm găng tay ren. Trang phục phù hợp với những cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai. Đầm chữ A tay bồng cổ điển, tinh tế nhờ phần voan trong suốt đính đá ở cổ và gấu tay áo. Đầm cưới dành cho cô dâu muốn phá cách với bộ ba món gồm bra top, blazer và chân váy maxi cặp cao. Váy cưới dài tay thêu hoa hồng ren tập trung ở phần thân trên giúp những người gầy thêm đầy đặn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.